Ok anh em, thì xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Game Action. Thì lần này tiếp tục series xăm đấu One Piece và vẫn là phải đi câu trộm wifi hàng xóm đây. Thì lần này mình sẽ đánh cái kèo mà anh em rất là mong muốn, đó là kèo giữa băng nhóm Mũ Rơm và Đô Đốc. Thì lần này anh em đã pick cho tôi cái kèo đó là Fujitora, Đô Đốc Hổ Tím. Đấy, có tôi nói sai anh em bỏ qua đi. Và Zoro, Đầu Rêu. Đây Zoro đây. Asura. Ok. Thì lần này sẽ đánh ở Thousand Sunny. Đấy, Fujitora vs Zoro. Hình như ulti của Fujitora là gọi thiên thạch thì phải. Úi trời ơi. Ok, let's go. Rồi. Fujitora. Đến nào. Được. Ui, kinh vách. Tôi chưa chơi. Ui, kinh vách cả đấy anh em ơi. Đứng dậy. Còn mẹ rồi, vừa mới vào nó đã ưu tình linh rồi. Ông là trò đi. Ông tập trung đánh em ơi. Ông tập trung đánh. Ông tập trung đánh cho tôi. Cứ như thế mà khỏe nhỉ. Kinh vãi. Thôi đi ông. Chết con mẹ mày. Mặc dù tao cũng thấy nhưng mà tao vẫn có thể chém được mày. Nhìn đây, thử cái ui vách cướp anh em ơi. Naruto. Đi vậy. Đi giờ. Chết con mẹ rồi. Chọc. Đỡ chết à? Còn mẹ nó đỡ kìa. Chứ bẩn lại. Đỡ. Mày đỡ đi. Đỡ, đỡ, đỡ. Này, chơi nó. Nhơn. Ôi, khỏe vai đái. Mà tôi không biết skin của Fujitora là gì cả. Vì mãi mù mắt thanh niên. Ok, có một lời đồn là đó là Goldie Roger đã chỉ đường đến kho báu cho Fujitora bằng cách là khi Fujitora mở được mắt thì kho báu sẽ xuất hiện. Đây nào, nói vui vậy thôi. Fujitora đâu mà à, trọng lực anh em ạ. Trọng lực, trọng lực, trọng lực, trọng lực, trọng lực. Anh đâu? Bụt mẹ rồi. Bố là bố. Tôi biết khi trái quỷ không, điều này có còn ẩn số như là trái. Trái áp quỷ xuyên thạch cơ thần của nó. Đấy. Đứng ulti với tao này. Mày chết con mọi đi. Đi ra Naruto. À, lực hút trái đất rồi, chứ kiểu nó hút quả thiên thạch trên trời xuống rồi. Chắc là lờ rồi. Bye. Còn mẹ nó đỡ rồi. Có vẻ hiện rất ulti của mình. Rất dễ đỡ. Chết cục đi. Trọng lực, chết mẹ luôn. Thắng rồi, 2-0 rồi. Đơn giản vậy. Tí nữa tôi cầm Zoro không biết ăn nào, không biết ăn được Fujitora không ấy. Trời ơi, đất mẹ ơi. Mày đỡ. Có vẻ như có vẻ như kiếm thuật của Fujitora rất là ghê anh em. Nghe thấy không? Hay nhớ. Ui. Onigiri. Con lợn này. Một chết tao. Một chết rồi. Một chết rồi. Chết rồi. Ulti lên. Mày thả chúng đầu ulti rồi phát ra đây. Nó bị ulti rồi mày đây một kịp. Thả bom. Chúng em ơi. Bom mày thả chúng nữa. Thả bom. Thả bom. Úi dồi ôi lại đỡ rồi. Đấy, anh em thấy không? Nó đợi tôi xuống phát, nó to quả sắp lò luôn. Ui,
Ok, vậy là bây giờ tôi sẽ cầm Zoro. Nó có lục đạo ghê vãi cứt. Zoro ơi. Nào sang Zoro nào. Thế phải cầm nó chứ tôi phấn. Ok. Bây giờ là Fujitora. Fujitora nó không. Ủa nó có trái quỷ nhá. Có cả Haki nữa. Vậy là Fujitora có trái quỷ nhưng mà biết tên là gì đó. Trời ơi, chiêu những kiếm sĩ. Let's go. Su su su. Mày. Ôi. Trời ơi. Ủa nghĩa là như kiểu sát được một kiếm ấy em ạ. Tôi làm lại này. Bỏ leo đấy, bình tĩnh thôi. Nhơn, kỳ vãi. Lực hút trái đất á. Chạy phải chịu thua Zoro thôi. Ôi xổ rồi, vừa bốc phát xong. Này 3.000 Infinity Ward là cái gì ta? Rồi, trúng rồi. Anh em nhìn ba thanh kiếm Haki này. Cách là khứt. Anh em ơi. Rồi. Xòe. Anh em thấy quả mẹ Haki nó bốc. Haki vũ trang nó bốc mụt mụt trên ba thanh kiếm không? Kinh vãi. Kiểu nó bốc khói hắc ám ấy. Kinh vãi cứt. Vô nào, tiếp tục nào. Bình tĩnh nghe em. Bình tĩnh Nhân sơ hở. Chiến sĩ có một sơ hở. Lên nào. Đỡ hộ cái 10 tỷ. Rồi chết mẹ đi. Tôi không biết chiêu này là gì đã. Anh em có nhớ không? Biết chiêu này không? Chiêu này là gì vậy? Đấy mẹ. Haki kì vết sức. Bố kỳ sử thương cụ ở ngoài chết đi. Cố láo này. Kinh vãi. Tôi tình như đâu mua đâu. Một kiểu đánh nghiêm túc một khỏe mãi. Tôi cảm thấy Fujitora bị già yếu. Mà tôi cầm Fujitora khỏe. Này. Nhảy lên à. Đỡ này. Holy shit, bố láo ạ. Fujitora hụt chiếm những kiếm sĩ. Không thể khác, đã hụt. Bố đi kia. Holy Giri. Rồi. Mày đó đi. Ulti. Bà phát ulti cho bà bán. Bà cực giòn. Bố hộ cái này. Chết đi. Rồi. Thế tam kiếm. Hàng ngàn thanh kiếm ạ. Quốc là gì? Hàng ngàn thế giới à? Kéo nào cái gì đây? Không có thứ gì ta không thể cắt cả. Người xong rồi. Người xong rồi. Lên quận nằm. Ba phát kết thúc bằng ba quả ulti. Chất mãi thật cứt. Zoro. Ok. Thì kết thúc trận này rồi. Thế để ủng hộ tôi làm tiếp cái series xong đấu One Piece, anh em đừng quên nhấn like, comment và nhấn đăng ký cho tôi nếu thấy hay. Và đừng quên đặt lại kèo cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. I'm telling you, nothing gets past these peepers. Tiền đạo không chế. Woo! Vô địch thiên hạ nội tại. Mỗi lần cũng không tung ra một đòn chiêu thức, đòn sát thương tiếp theo hắn cường hóa. Ủi tìm vậy. Lập tức áp sát mục tiêu. Ủi kinh vách cứt. Nghĩa là dùng một skin phát, nghĩa là áp sát mục tiêu và tăng đam lên. Phân thân thuật. Tạo ra một phân thân
y hệt bản thân rồi lập tức tiến vào trạng thái tàng hình khi biến mất phân thân phát nổ. Với sát thương vật lý, tung chiêu cũng không tăng được 4% tốc độ cân đầu vân, cường hóa bản thân giúp tăng 100 giáp cùng giáp phép trong 3 giây. Gì đấy? Lướt về phía trước sẵn sàng đại chiến 500 hiệp. Chém gió, ulti, vung gậy tấn công kẻ địch gây quanh làm choáng kẻ địch trong 1 giây. Ui con này ngon đấy.